đây. Đi lên nhanh lên. Không thấy được đâu đi nha. Lên. Lên. Lên nhanh lên nào, đây rồi. Lên. Hello, chào hỏi mọi người, nó đang lên từ hôm qua. Anh Sơn ấy chỉ có lỡ đánh nó vài cái thôi ấy, mấy cái đau ấy. Nên về nhà thì nó cứ kiểu ngơ ngác đi ấy. Mình hỏi nó không trả lời đâu, nó cứ kiểu như là bị đơ ấy. Xong mắt nó cứ nhìn lảo đảo cái gì ấy. Xong rồi mang đồ ăn thì nó không ăn ấy, nó cứ đuổi mình ra ấy. Xong rồi nó cứ nói mấy cái linh tinh các kiểu ấy. Thì hôm nay mình hôm qua anh Sơn anh ấy đóng cửa rồi, anh không cho nó ra ngoài ấy. Mấy ở ban công kia thì mình là sát hết không ra được ấy. Chốt cửa anh Sơn kiếm chìa khóa ấy. Bây giờ mình đi vào mình mua đồ ăn nó ấy. Vì nó cứ thích ăn xoài ấy, bây giờ mình mang cho nó ăn. Biết ăn không ạ? Như nào? Thảo ơi! Anh Sơn ơi! Thảo đâu rồi? Thảo đâu? Khóa cửa làm gì thấy đâu? Anh Sơn, Thảo đâu rồi? Tao nhốt ở trong phòng thì sao? Thấy đâu không thấy? Ai mày vào mở cửa đó à? Mở cửa nó không đéo gì. Không thấy anh làm gì có gì trong đấy đâu. Lại bỏ đi rồi. Không có. Làm gì có đâu. Không có. Hai cửa khóa rồi mà làm gì có đâu. Sao nó trốn ở nào được? Không biết ạ. Có đi đâu rồi? Có thằng nào mở cửa nó không? Có ai mở đâu. Sao nó đi được? Đi trong ngoài tìm đi, nó bỏ ở nhà đấy. Có. Đi. Hay đi đâu rồi? Hay bỏ đâu rồi? Ai nhỉ? Có anh không? Ui, kìa. Ê, Thảo kìa. Dưới bên cái bụi ấy. Nhìn nhá, cẩn thận nhá. Cẩn thận ông kim điện đấy. Ui mày làm gì thế Thảo ơi? Mày dở Thảo lên đây. Em bị điên à? Đi lên. Lên đây. Đi lên nhanh lên. Không thấy được đâu đi nha. Lên. Lên. Lên nhanh lên ông Nga ở đây rồi. Đi lên, đi lên. Ui. Đây. Sao? Đâu? Anh lên đi. Lên đi. Lên. Nhanh. Đi lên. Đi lên như này nhanh. Mày hấp hả? Không sợ. Mày xuống đây làm gì? Để xem vào. Bị làm sao đấy? Biết đây sâu không? Ngã phát ai cứu? Em chẳng cần ai cứu hết. Mày bị hấp mà mày đi ra đây hả? Sao lại suy nghĩ mày ngu ngốc đấy hả? Không nghĩ bố mẹ à? Vì một thằng phản bội thế mày nhảy sông à? Không yêu nữa thì thôi, yêu người khác. Ngu nó vừa thôi. Tự dưng ra đây xong lại nhảy xuống sông. Điên thật rồi. Các anh không ở trong tư thế của em, các anh không biết được đâu. Tư thế gì, bây giờ anh Chiến đã phải bộ về thế rồi, tốt nhất là dừng lại đi. Không yêu nữa thì thôi, tìm người khác. Thiếu trai à? Bây giờ phải ngu quáng đến mức đấy. Nhảy sông, nhảy trước. Rồi bọn anh không ra kịp thế nào? Biết bao nhiêu người chết đấy không? Sông thì toàn đá là đá. Đây chết thì thiệt em thôi, thiệt ai đâu. Thiệt em thôi. Chết là anh không để em chết đi. Chết thì... Anh cứu em làm gì?
bị điên à? Anh là anh em của mày, để mày chết được mày bị ngáo à? Nói đấy mày nói được. Chết thì về ăn nói với mẹ về em kiểu gì? Người ta còn không chỉ mắng em đâu, em chết đi rồi người ta mắng bố mẹ em ấy. Mắng là không biết dạy con ấy. Để con cái ngu ngốc như thế. Đi ra vào đi, về đi. Đi ra vào. Này lên, nhấc cái chân lên. Chân lên đi, dép để về. Về. Đi về, dậy đi. Đi về, cơm nước rồi đấy. Em dậy nhanh lên. Ăn gì rồi đấy. Đi về không? Đứng dậy không? Lúc nào cũng làm cả nhà lo lắng. Lên. Không về. Ô hay. Không về ở đây làm gì? Nghĩ cái gì mà em ngồi đây một mình đấy? Biết đây bao nhiêu người chết, bao nhiêu vụ ở đây không? Không có nhốt tao kiểu gì mà vẫn sống ra được ấy. Biết đâu được. Anh cầm chìa khóa, em cầm chìa khóa được không? Vào nhốt tao vào. Đi đứng dậy để về. Dậy, đi lên. Này Thảo. Đi đâu? Mày đi đâu? Đi về. Đi về. Về. Nhanh lên. Không về. Đi về. Đi về đi, đi đâu? Đi về. Sáng ra cho mình tắm rồi. Từ từ thôi. Chào chào. Mày lắm mọi người à? Suốt ngày nó bỏ đi khỏi nhà thôi nó mang tiền cho anh Chiến. Đấy, bắt tao vào, đừng cho chạy. Thôi mọi người, mình đưa nó về đây. Mệt mỏi con này quá, giờ mình về nhốt ở phòng khác, khóa hết cửa lại thôi. Hôm qua nhốt ở phòng nó không biết nó ra kiểu gì được, chán quá. Thôi, chào mọi người.